Kính thưa quý vị thân mến, sau nhiều ngày Thủ tướng Hun Sen Campuchia thông qua các kênh ngoại giao gửi thư cho phía Việt Nam giúp đỡ, bắt giữ và trục xuất, Thượng tướng Phong Bi Sen hiện đang giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân đội kiểm Tổng cục Tình báo và Tư lệnh Quân khu 5 của Campuchia. Vào 9 giờ sáng ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ Campuchia tại Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã điều tra, truy tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy Thượng tướng Vong Mê Chổ ở đâu. Sau khi nhận được thông tin xét đánh ngang tai này, huyết áp của Thủ tướng Hun Sen tăng đột ngột, cái hiện tượng chóng mặt, đầu óc coi cuồng. Ông có cảm giác mất thăng bằng, nôn mửa, mồ hôi chạy nhiều làm ướt cả áo sơ mi. Vì thời gian xảy ra trong chớp mắt khiến ông ta tự đổ ngã như chiếc cột, không có điểm tựa. Nhưng rất may mắn là các cận vệ bên cạnh kịp thời để ông đứng dậy. Sau khoảng 30 phút, được các chiến sĩ người Trung Quốc chuyên khoa huyết áp, tim mạch tận tình chăm sóc chữa trị thì ông đã thức dậy. Mặc dù mắt nhắm mắt mở, ông vẫn làm nhảm, nói về cách là phát âm, hụt hơi vẫn còn mệt. Phải triệu tập đại sứ Việt Nam này và yêu cầu Việt Nam phải hợp tác và không thể tiến hành trục xuất nó về đất nước hết. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lấy chống lệnh của Thủ tướng Hun Sen. Vì thế mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia đã triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh là ông Vũ Quang Minh để trao đổi công hàm phản đối. Nội dung công hàm ghi rõ, Cục Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc và Campuchia có đầy đủ bằng chứng về thông tin Thượng tướng Phong Bi Sen, Phó Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Quân khu 5, được 4 người của Tổng công khai Bộ Quốc phòng Việt Nam trốn sang thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Việt Nam khẩn trương trục xuất ông Bơ Mi Sen về lại Campuchia theo đúng nội dung quy định trong hiệp ước hỗ trợ thư pháp mà hai nước đã ký kết trong vòng 72 giờ. Nếu Việt Nam không trục xuất tướng Phong Bi Sen thì Campuchia sẽ đơn phương chấm dứt các hiệp ước hỗ trợ thư pháp như hai nước thông qua, ngay lập tức không có giá trị pháp lý tại Campuchia. Quân đội Campuchia sẽ có những biện pháp trả đũa tương xứng vào các bản làn dọc theo biên giới để yêu cầu Việt Nam phải trục xuất ông Bơ Mi Sen. Kính thưa quý vị và các bạn, vào đêm ngày hôm qua, được sự hậu thuẫn từ phía Trung Quốc, quân đội Campuchia bất ngờ tấn công một sức cao điểm ở khu vực phía nam tỉnh Kiên Giang. Nơi có đường biên giới giáp ranh với tỉnh Campos, Campuchia. Nơi đây là một số ngọn đồi giáp ranh giữa hai nước nhưng được phân chia ranh giới hai nước Việt Nam chưa rõ ràng. Trong nhiều năm qua, phía Campuchia vẫn cho rằng dãy đồi Kaskhet này thuộc phần đất của Campuchia, nhưng phía Việt Nam lại cho rằng là bình độ 202 của Việt Nam. Hiện tại thì bình độ 202 vẫn do phía quân đội Việt Nam án ngữ. Theo bản đồ của Việt Nam, dãy đồi có 16 mỏ núi to nhỏ khác nhau nằm trải dài giữa hai biên giới. Độ cao trung bình là 16 mỏ núi này là 2,2 m, cao hơn so với mực nước biển nên Việt Nam ta gọi là bình độ 202. Còn phía Campuchia gọi là dãy đồi Samket là tên của một tập trưởng tại đây để nằm giữ dãy đồi trước năm 1898, có nghĩa là cách đây đã 122 năm. Theo phóng viên Nhật báo NSK đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng nay, khoảng hơn 10.000 binh lính Campuchia được trực thăng vận tải xếp chính của Trung Quốc chở đến tận công bình độ 202. Trước đó 15 phút, từ khu vực chiến tập trung giữa hai nhà nước Trung Cam thuộc tỉnh Campos, Campuchia, pháo của Campuchia đã thực hiện một số pháo kích liên tục và cứ điểm mỏm đòi 301, 268, 392 là một số quả đồi khác thuộc binh độ 202. Ước tính có hàng ngàn quả đạn pháo được bắn ra sau 15 phút. Sau đợt pháo kích, nói trên là lính Campuchia ảo ạt tấn công lên các cứ điểm nơi có các chốt tiền tiêu bộ đội ta an ngữ. Cũng theo phóng viên, tất cả 1.000 binh lính tấn công lên các cứ điểm của Việt Nam đều mặc quân phục của lính Hoàng gia Campuchia do Trung Quốc trang bị, nhưng có cả lính Trung Quốc trà trộn, trong đó họ có kẻ đã mặc quân phục của lính Campuchia. Điều này là suy đoán nhưng các cơ sở, bởi sau các chiến cam go đêm qua thì 20 tay súng lính Hoàng gia Campuchia thiệt mạng bỏ xác và chiến trường có nhiều sát lính được cho là người của Trung Quốc vì dựa vào khuôn mặt và có đôi mắt một mí nước da trắng dấy lên là cá nhân bằng tiếng Trung. Các hình vẽ sâm trên ngực trên cơ thể là chữ Hán. Những đặc điểm này hoàn toàn khác với lính Campuchia bởi người dân tộc Khmer da đen, tóc xoăn và đều không thể nhầm lẫn với lính của Trung Quốc được. Theo tiết lộ của nguồn tin, dù quân khu 9 an ngữ tại đây đã bị tấn công bất ngờ trong đêm, nhưng những người lính ở biên giới không hề tỏ ra mất chủ động, bằng chứng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân hỗn hợp Trung Cam và các cuộc tấn công có quy mô và đầy tính chiến thuật. Dù rằng quân số lính Việt Nam cho là có số lượng chỉ bằng một nửa lính của Trung Cam, trước đó thì quân khu 9 đã tăng cường quân lính đến các điểm quan trọng này, nguồn tin tiết lộ thêm. Theo đó, vào ngày 18 tháng 11, tình báo Việt cho mới Campuchia đã thông báo cho quân khu 9 biết tin quân đội Trung Quốc và Campuchia có đợt tập trận bắn đạn thật diễn ra vào 10 ngày tới tại tỉnh Campos, nơi tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang và An Giang của Việt Nam, nên quân đội Việt Nam đã tăng cường thêm 300 lính bộ binh đến binh độ 202. Trước đó, 16 ngọn đồi này chỉ có khoảng 2.000 binh lính am giữ.
Sau ngày 18 tháng 11, quân số trên các cứ điểm tại Bình Độ 202 tăng lên 500 lính. Đây là phương án đề phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Kể từ khi hai bên căng thẳng, bị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã giúp cho Thượng tướng Phong Bi Sen, Phó Tư lệnh Quân đội kiêm Tư lệnh Quân khu đồn trốn sang Việt Nam. Như chúng tôi đã đưa tin vào những bản tin trước, hơn 3.000 binh sĩ Campuchia và Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Campos, khu vực tập trận cách phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 25 km tính theo đường chim bay, cách đảo Phú Quốc Việt Nam khoảng 50 km. Nhưng theo những gì mà diễn ra trong buổi tập bắn đạn thật, thì vào ngày 16 tháng 11, quân đội hai nhà nước này đã cho quân đội áp sát biên giới Việt Nam có đoạn gần 2 km. Theo nội dung đề ra thì quân đội Trung Quốc sẽ huấn luyện cho các tướng lính Campuchia bố trí trận địa, sử dụng pháo phòng không, trực thăng, xe tăng, tên lửa vất, và cuộc tập trận bắn đạn thật này nhằm vào các mục tiêu giả định theo hướng đông nam, có nghĩa là nhắm thẳng vào biên giới tỉnh Kiên Giang và đảo Phú Quốc của Việt Nam, là hướng giả định để tấn công của quân đội hỗn hợp hai nhà nước Trung Cam. Ngay sau khi cuộc họp và các nhà lãnh đạo đơn vị Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Tây Banh kiêm Tư lệnh cuộc tập trận cho biết hơn là 3.000 binh sĩ Campuchia và Trung Quốc với nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại mà Trung Quốc vừa mới trang thiết bị được huy động tham gia tập trận lớn nhất từ trước cho tới nay tại tỉnh Campos. Theo Trung tướng Ben Shaw, Phó trưởng ban tập huấn, trưởng nhóm công tác phụ trách hoạt động diễn tập quân đội Hoàng gia Campuchia và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn hơn cả năm trước với chủ đề cùng nhau chống khủng bố, bảo vệ an ninh, quốc phòng và nhân đạo ở biên giới. Cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 11, trong đó quân đội Hoàng gia Campuchia cử 4.746 lính, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cử 2.065. Quân tham gia huấn luyện cùng với trang thiết bị quân sự bao gồm 170 trực thăng, Z9 xe bọc thép, RMB-1T-55, pháo bạc thép hạng nặng, súng cối 122mm, 82mm và 60mm và một số lượng lớn vũ khí hạng nhẹ. Đại tướng Tây Banh cũng khẳng định mục đích của cuộc tập trận lần này là tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng quân đội hai nhà nước trong việc tấn công vào các mục tiêu giả định, bảo vệ an ninh quốc phòng ở biên giới. Cuộc tập trận nhằm răn đe các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngay buổi tập trận chung chiến ra từ ngày hôm ngày 15 tháng 11, một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra đúng lúc cuộc tập trận đã được 3 tiếng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, vào ngày hôm qua, Đại tướng Tây Banh bị lính bắn tỉa Việt Nam bắn hạ ở cự ly 1.500m. Viên đạn được cho là bắn ra tầm 1 phía trái núi của Việt Nam. Các chỗ đứng của Tây Banh đang chỉ huy quân đội ước chừng 1.500m, tính theo đường chim bay. Viên đạn đã đi trúng vào phần vai, xuyên qua phần lưng khiến cho Đại tướng Tây Banh phải nhờ đến trực thăng Z9 chở cấp cứu đến bệnh viện quân y cấp cứu. Sau đó, ông được đưa về thủ đô Phnom Penh để pháp y quân đội mẫu các viên đạn ra. Cuộc tập trận nói trên bị tạm hoãn vào chiều ngày hôm qua, khi quân đội hai nước tiến hành các cuộc vây bắt những tay súng bắn tỉa của Việt Nam. Có 15 chiếc máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc tặng cho Campuchia tham gia cuộc truy quét, có hai chiếc gặp nạn tự đâm sầm vào nhau khiến cho 8 sĩ quan cấp cao của Trung Quốc và Campuchia thiệt mạng. Ngoài ra thì 6 xạ thủ và 2 phi công cũng tử nạn. Như thông tin chúng tôi đã thông báo từ trước đó, chính vì sự cố này mà cuộc tập trận bắn đạn thật ở biên giới của hai nhà nước tạm thời bị hoãn. Nhưng từ sau như sự cố này thì quân đội hai nước Trung Cam sẽ rút quân. Nhưng thật bất ngờ, vào đêm hôm qua, quân đội hai nước Trung Cam tổ chức một cuộc tấn công với quy mô lớn nhắm vào phía quân đội Việt Nam, mục đích chiến cử binh bộ 202 của Việt Nam. Cũng theo phóng viên Eric, hai bộ binh 202 vào đêm hôm qua bỗng nhiên được sáng bởi hàng loạt đạn pháo kích từ tỉnh Campos của Campuchia bắn tới. Nhân dân ở khu vực hai nước đều nghe thấy tiếng đạn pháo, họ thức giấc và nhìn về hướng và đạn pháo bay đỏ rực cả một góc trời. Sau khi tiếng pháo dứt, hơn 1.000 binh lính của hai nước Trung Cam tấn công. Theo lời kể của một binh lính Campuchia bị thương, đối với phóng viên, họ được lệnh từ ban chỉ huy cao cấp của Campuchia tấn công cự điểm 301-268-392 của Việt Nam, mục đích là bắt sống các tay súng bắn tỉa của Việt Nam đã ám sát đại tướng Tây Banh của Campuchia. Theo lời người lính này thì các sĩ quan chỉ huy quân đội Trung Quốc đã phân tích với họ rằng viên đạn mà lính bắn tỉa Việt Nam bắn ra từ 3 cứ điểm kể trên. Bởi 3 cứ điểm này có cự ly cách nơi tướng Tây Banh bị bắn ước chừng là 1.500m. Nó tương ứng với chiều hướng viên đạn bắn ra từ phía Nam. Chỉ cần tấn công bắt sống những người lính Việt Nam, 3 cứ điểm này cộng với bằng chứng của những khẩu súng bắn tỉa với lời khai của các tay súng gây thương tích ở đại tướng Tây Banh sẽ được làm rõ. Người lính Campuchia cho biết thêm, khi chúng tôi được lệnh tấn công,
hơn 1.000 binh lính tiến đến vào các đỉnh đồi, được cho là có quân lính Việt Nam đang ẩn ở khoảng 100m, nhưng đồi núi vẫn im lặng như tờ ánh trăng và đá qua nằm sâu trong từng ngọn cây, ngọn cỏ chỉ còn lại là mùi khói thuốc của đạn pháo. Nhiều hố đạn pháo đã cày nát cả tảng bàn đá ngọn đồi. Chúng tôi nghĩ rằng không có sự hiện diện của quân lính quân đội Việt Nam nơi đây, hoặc có sự hiện diện của họ nhưng đã bị chôn vùi dưới làn mưa của đạn pháo kích. Nhưng đúng lúc chúng tôi đang hoang mang, lưới lựu và hàng loạt đạn AK lính Việt Nam từ các mỏm đồi núi bắn ra. Chúng tôi cảm giác như lính Việt Nam đột thổ từ dưới đất trồi lên. Họ xuất hiện nhìn những bóng ma ngay sát chúng tôi và nổ súng. Quân lịch chúng tôi đã bị bất ngờ ngã gục hết lớp này đến lớp khác. Khi chúng tôi chưa hoàn hồn, nhiều tiếng nổ khác lại vang lên. Đó là tiếng súng của lò đạn sát thương lính Việt Nam. Sau khi bắn loạn đầu, quân lính chúng tôi đổ dồn liền bị lò đạn của họ nổ tung, chặn đứng các đợt tấn công của chúng tôi. Tôi bị thương ở mấy chỗ nhưng không cử động được. Nhưng dưới ánh trăng, tôi vẫn nhìn thấy nhiều bóng lính Campuchia đổ cục xuống. Theo những nguồn tin của phóng viên Eric, ngay sau khi cuộc đấu súng của lính Việt Nam, lính Hoàng gia Campuchia và Trung Quốc bỏ lại 200 sắc lính tại binh độ 202. Những sắc lính này đều được trực thăng quân sự của Trung Quốc đưa về các căn cứ tại tỉnh Campos để mai táng theo nghi thức nhà binh. Hiện nay thì truyền thông hai nhà nước Việt Nam và Campuchia vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào sau vụ đóng súng kể trên. Phía Campuchia vẫn phát đi thông điệp đại tướng Tây Banh bị lính bắn tỉa Việt Nam ám sát, định hướng cho người dân Campuchia, quân thù người Việt Nam theo chỉ đạo của quân chính quyền Bắc Kinh. Campuchia đã gửi thông báo cho phía Việt Nam biết nếu không trục xuất Thượng tướng Pos Maichom về lại Campuchia thì đụng độ sẽ vẫn tiếp tục vào những ngày tới và rất có thể sẽ leo thang thành cuộc chiến tranh toàn diện trên biên giới Tây Nam Bộ. Đúng như theo ý đồ của các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, mong muốn vào thời điểm này, trước sức ép quân sự rất lớn từ phía Trung Quốc và Campuchia khiến cho Việt Nam phải từ bỏ việc giúp đỡ Thượng tướng Pos Maichom hay không, và kế hoạch phòng thủ cũng như là phản công của quân đội Việt Nam đã được tiến hành như thế nào. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự tại biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Gần khu vực biên giới, kính chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, theo một số nguồn tin trong nước cho biết, vào ngày hôm qua, Việt Nam đã bất ngờ lên kế hoạch di tản dân chúng, đưa hàng ngàn binh sĩ tới biên giới để giao chiến với Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam được cho là đã âm thầm sơ tán gấp người dân ra khỏi nhiều khu ngoài làng, gần với các khu vực gần các cột mốc biên giới phía Bắc. Hà Nội được lệnh đưa binh sĩ thuộc binh đoàn 2 đang tấn công tới tiếp quản. Theo một nguồn tin tình báo của một quan chức thuộc Tổng cục 2, quân đội của Việt Nam đã làm theo chỉ thị của Trung ương, yêu cầu người dân thuộc khu vực biên giới phía Bắc, các khu vực tranh chấp nhiều cột mốc Việt Trung trong vòng khoảng 35 km phải sơ tán ngay lập tức. Động thái này được coi là một biện pháp phòng ngừa cần thiết của quân đội Việt Nam để tránh thương vong cho dân thường trong trường hợp chiến tranh với Trung Quốc nổ ra. Trong lúc Bắc Kinh đang gia tăng căng thẳng quân sự với Việt Nam, âm mưu sát nhập biên giới quốc gia Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam ngăn chặn quân lính của Trung Quốc di dời các cột mốc biên giới phía Bắc đang tranh chấp khốc liệt. Thật vậy, cũng có thông tin nói lệnh sơ tán được ban hành nhằm lấy chỗ cho hàng ngàn binh sĩ thuộc quân đoàn 2, thuộc đặc công của Việt Nam đến để tiếp quản. Bộ Tư lệnh Quân khu phía Bắc Việt Nam xác nhận 3 sư đoàn thuộc quân đoàn đặc công 22 đã di chuyển từ Hà Nội đến biên giới Trung Việt. Mới đây nhất, tờ báo Tây Sai của chính quyền Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đã đăng tải bài xã luận tuyên bố đếm ngược thời gian chiến tranh và nói rằng Hà Nội nên rút quân khỏi biên giới phía Bắc trước khi đã quá muộn. Thời gian đếm ngược cho chiến tranh giữa hai lực lượng đã bắt đầu. Thời gian đang trôi qua, Việt Nam đang đối mặt với một kết cục tất yếu. Báo Trung Quốc viết, Trung Quốc được cho là đã điều động 80.000 quân sĩ đến điểm nóng, di dời các cột mốc tranh chấp tương đương quân số của cả hai sư đoàn. Căng thẳng Trung-Việt bùng lên từ giữa tháng 6, khi quân đội của Trung Quốc điều động lực lượng quân binh và máy móc cơ giới tiến vào vùng tranh chấp để xây dựng các công trình giao thông, cũng như là di dời các cột mốc mà Việt Nam đã xây dựng. Phản đối bất thành, Hà Nội đã điều động để can thiệp sau khi các bộ chỉ huy quân sự gửi yêu cầu viện trợ. Quân số Trung Quốc duy trì quan điểm yêu cầu Việt Nam rút quân vô điều kiện. Trong khi đó, phía Việt Nam đề xuất cả hai bên nên cùng lúc rút quân để bắt đầu đàm phán. Trong những ngày đầu những tháng 3 này, tình hình biên giới Việt Trung đang gia tăng căng thẳng khi mà Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn ở khắp những tỉnh biên giới phía Bắc. Đã có những cuộc xung đột vũ trang khiến cả hai phía đều thiệt hại về người và của. Hôm 10 tháng 3, một tướng lĩnh của Trung Quốc đã bị lính Việt Nam bắn hạ trong một cuộc đụng độ tranh chấp bên kia đường biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Theo những cáo buộc của nhà cầm quyền Bắc Kinh, Việt Nam đã vi phạm điều luật ký kết giữa hai nhà nước. Trong như văn bản trước đây, Hà Nội dù không muốn căng thẳng đụng độ nổ ra, nhưng vẫn sẵn sàng đáp trả nếu như Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm đường biên giới.
Nhiều thông tin cho thấy rằng Việt Nam đã đưa nhiều binh sĩ và vũ khí áp sát biên giới Trung Quốc ở các tuyến hàng Việt Nam. Và nó làm gia tăng hệ thống phòng thủ để đề phòng Trung Quốc tấn công bất ngờ, phá vỡ túi 1 như năm 1979. Trong khi đó, Trung Quốc xây dựng nhiều tuyến đường cao tốc chạy thẳng ra các tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Các loại vũ khí tối tân của Trung Quốc cũng được cho là đã vận chuyển tới kho vũ khí cách biên giới Việt Nam 10 mét. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc rõ ràng đang có những động thái xâm chiếm Việt Nam. Khi biết Việt Nam cho quân áp sát biên giới để phòng thủ là một lẽ đương nhiên, không có gì ảnh hưởng đến Trung Quốc. Bài xã luận của một tờ báo Quốc Time đưa ra cảnh báo chiến tranh và có buộc Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam khi phát biểu trước Quốc hội nước này về xung đột ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ, báo Trung Quốc bác bỏ đề nghị hai bên cùng rút quân ra khỏi khu vực. Điểm nóng trong suốt hơn 2 tháng qua cho thấy rằng đây là sự ảo tưởng quân đội Việt Nam. Cũng có tờ báo này trích dẫn lời đe dọa của Bắc Kinh sử dụng biện pháp quân sự đối với Hà Nội. Trung Quốc thể hiện hết sức về sự kiên nhẫn và bình tĩnh, nhưng nếu Hà Nội không rút quân ở các tỉnh phía Bắc biên giới, lựa chọn cuối cùng cho Trung Quốc sẽ là chiến tranh chống lại Việt Nam và kết thúc xung đột mà không dùng các biện pháp ngoại giao. Trước đó vào ngày 9 tháng 3 phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội phải khẩn cấp can thiệp vào điểm tiếp giáp giữa hai nước ở biên giới phía Bắc để ngăn chặn nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi cũng như là nói chính xác là thay đổi những cột mốc tại khu vực biên giới, bởi điều này ảnh hưởng đến an ninh của Việt Nam. Tư lệnh quân đội của Việt Nam cũng nói rằng sẽ sẵn sàng đàm phán song phương, các bên phải rút lực lượng vũ trang về vị trí ban đầu. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn của Trung Quốc tuyên bố, người phát ngôn Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên đã vu cáo tin rằng Việt Nam xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc và thực tế là đối đầu của Hà Nội khiến cộng đồng mạng quốc tế ngạc nhiên, không nước nào ủng hộ. Ý kiến thứ hai, sức mạnh quân sự của Việt Nam kém xa với Trung Quốc. Một khi mọi thứ dẫn đến một lựa chọn là sử dụng quân sự, không nghi ngờ gì về việc Việt Nam sẽ thua trận, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói. Bài viết bằng tiếng Trung của tờ báo Global Times cũng cảnh báo sự leo thang ở các điểm chốt thuộc đường kiểm soát thực tế giữa hai nước. Nếu Việt Nam vẫn giữ thái độ đối đầu, họ nên chuẩn bị hậu quả của việc leo thang căng thẳng, dẫn đến xung đột vũ trang và chiến tranh với Trung Quốc. Binh lính của chúng ta có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào bên kia biên giới, nhờ khả năng hậu cần và tính cơ động vượt trội so với quân đội Việt Nam. Biên giới Việt Trung sẽ trở thành sân khấu cho Trung Quốc, thể hiện những thành tựu về rèn luyện và cải cách quân đội, tờ báo này viết. Bài báo cũng khẳng định Trung Quốc cũng không tham dự vào lời kêu gọi của cả hai bên cùng rút quân của Việt Nam, tuyên bố đội lưu rõ Hà Nội cần sự từ bỏ ảo tưởng lâu nay về các khu vực biên giới phía Bắc, nơi xảy ra đối đầu thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam phải đơn phương rút quân nhận lại phần đất của 6 tỉnh biên giới phía Bắc thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Tờ báo theo dõi tình hình hai nước láng giềng này tuyên bố, thăm dò dư luận của Trung Quốc cho thấy, nhiều người rất ủng hộ mạnh mẽ không một tấc đất nào của Trung Quốc có thể bị mất đi bởi đó là ước vọng của người Trung Quốc. Và của người Trung Quốc sẽ không bao giờ để mong ước của người dân bị xâm phạm. Và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA không bao giờ khiến nhân dân thất vọng và sẽ đánh chiếm Việt Nam khi cần thiết. Tiếp tục giọng điệu ngông cuồng thường thấy khi đề cập đến chiến tranh. Tờ Goddard Time tuyên bố Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, song hòa bình không thể mở bàn cái giáo của việc mất đi lãnh thổ của 1,4 tỷ dân người Trung Quốc, không chấp nhận sống hòa bình viễn vong đối với Việt Nam. Quý vị thân mến, Trung Quốc âm mưu bày trận ở Biển Đông, bị tướng Việt Nam vỗ thẳng mặt. Tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc không nể mặt một số nước láng giềng làm chào cho Mỹ dẫn sói cán gà nhà và chỉ trích các quốc gia bên ngoài vì thói ích kỷ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Bắc Kinh mà can thiệp và tranh chấp biển đảo. Về phần mình, Việt Nam rất cương quyết khi tung lực lượng dân quân biển giành trận ở Biển Đông. Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật vùng xám, đẩy mạnh âm mưu bành trướng độc chiếm các vùng biển tranh chấp với Việt Nam. Cần có quyết sách phù hợp khôn khéo như thiện rõ lập trường của Hà Nội ở Biển Đông, chủ quyền hợp pháp với quần đảo sinh tồn Trường Sa cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Trung Quốc gọi láng giềng là chư hầu cho Mỹ ở Biển Đông. Liên quan đến tình hình Biển Đông đang căng thẳng và phức tạp, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines lên tiếng ám chỉ một vài quốc gia bên ngoài đang nhúng tay can thiệp công việc nội bộ của khu vực. Sau khi Nhật Bản kêu gọi duy trì hòa bình ổn định ở các vùng biển tranh chấp, ngày 11 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc từ Bắc Kinh ra tuyên bố nhắm đến Nhật Bản và Mỹ khi Tokyo lên tiếng kêu gọi duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Cơ quan ngoại giao chính quyền Trung Quốc ám chỉ việc tại khu vực Biển Đông, tình hình leo thang căng thẳng vì hai quốc gia bên ngoài có tình nhúng tay muốn chơi trò địa chính trị, đạo đức giả làm phức tạp thêm tình hình. Trước hết, đại diện chính quyền Bắc Kinh còn coi đây là trò hề đe hèn và gây nguy hiểm như việc dẫn sói cắn gà nhà. Những động thái trên được cho là đáp trả lại tuyên bố của đại sứ Nhật Bản tại Philippines. Ông Kobisawa khẳng định Tokyo quyết liệt phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo vùng biển này hòa bình và mở rộng đối với khu vực cũng như trên thế giới. Các nước gây áp lực tới Trung Quốc ở Biển Đông, Nhật Bản trước đó lên tiếng thống nhất với Việt Nam rằng sẽ đưa ra tuyên bố khẳng định phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào leo thang căng thẳng tình hình Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Kishi nhất trí kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng và tổ chức diễn tập chung vào Biển Đông. Phía Philippines và Mỹ nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc sau khi Manila phát hiện khoảng 220 tàu được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc điều khiển neo đậu tại đảo Đá Bà Đầu, khu vực phía đông bắc của cụm đảo Sinh Tồn, mà phía Việt Nam tuyên bố có chủ quyền thu quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfil Lorenzana lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành động xâm nhập này và nhanh chóng rút tàu thuyền ra khỏi khu vực chống lấn. Sự hiện diện của số lượng lớn tàu Trung Quốc là hành động khiêu khích mang tính quân xóa khu vực, Ngoại trưởng Philippines khẳng định. Ngay trong ngày 30 tháng 4, chính quyền Manila đã gửi công hàm đến Trung Quốc phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu dân quân biển của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Vào ngày 10 tháng 3, Tổng tư lệnh quân đội Philippines xác nhận đã chỉ thị cho lực lượng biển triển khai thêm tàu thuyền, gia tăng mức độ giám sát tăng tầm nhìn và đảm bảo an ninh quốc gia an toàn cho người dân của Philippines. Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, liên quan đến tình hình căng thẳng ở đảo Đá Bà Đầu, Bộ Quốc phòng Philippines đã điều chế cơ hàng nhẹ tham gia tuần tra giám sát hàng trăm tàu của dân quân biển Trung Quốc. Dư luận và giới quan sát quốc tế tỏ ra lo ngại trước sự hiện diện mà chính quyền Philippines mô tả là mang động tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Dù không có tranh chấp nhưng nhiều nước châu đó có Mỹ, Nhật Bản và Úc đều lên tiếng bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng mới tại khu vực này. Ngày 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh hàng trăm tàu đang neo đậu tại Đá Bà Đầu là tàu của dân quân biển Trung Quốc. Mỹ sẽ xuất cánh cùng các đồng minh và đối tác, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nêu rõ, khẳng định ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng như phản đối hành vi sai trái của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngoại trưởng nói rằng các liên minh của Mỹ được tạo ra để bảo vệ những giá trị được đồng thuận và chia sẻ. Việc tái khẳng định cam kết của liên minh đòi hỏi phải nhắc lại những giá trị bền vững. Đó là nền tảng cho các mối quan hệ quốc tế mà chúng cam kết bảo vệ, một trật tự khu vực đầy tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, tướng Việt Nam nói. Cơn mạnh tay ngăn chặn âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng, tình hình Biển Đông thời gian vừa qua rất là nóng do có nhiều diễn biến liên quan. Theo vị chuyên gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó ASEAN đã trở thành nơi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, thì tình hình Biển Đông càng theo đó mà trở nên căng thẳng từ nhiều năm nay. Nhấn mạnh thực tế cho rằng tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt cho mấy năm gần đây luôn rất nóng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Quân trong cuộc trao đổi cho rằng căng thẳng ở các khu vực này chủ yếu gồm ba vòng tranh chấp chủ quyền quốc gia giữa Trung Quốc với các nước ven bờ và có tuyên bố hoặc yêu sách chủ quyền tranh chấp giữa các nước. Các bên có tuyên bố hoặc yêu sách chủ quyền với nhau, mâu thuẫn giữa Trung Quốc và khối ASEAN, cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung cùng các nước ngoài trong khu vực. Cụ thể, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, ở vòng thứ nhất, nguy cơ xung đột đầu tiên là tranh chấp các vùng biển đảo giữa Trung Quốc và các nước có liên quan. Đồng thời, người dân Trung Quốc với sự hộ tống của lực lượng hải cảnh đã và đang chiếm đoạt nhiều vùng đánh cá đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân các nước ven bờ Biển Đông. Tướng Nguyễn Hồng Quân Trung Quốc đồng thời cũng đe dọa phá hoại, ngăn cản các nước đơn phương hoặc hợp tác với đối tác thăm dò năng lượng, dầu khí trên vùng biển hợp pháp ở Biển Đông. Ông Quân nhấn mạnh Bắc Kinh muốn các nước phải hợp tác dùng công nghệ kỹ thuật, vốn nhân lực của nước này nhằm thao túng việc khai thác năng lượng ở Biển Đông. Thậm chí họ còn đe dọa dùng vũ lực nếu không dừng hợp tác quốc tế, thăm dò dầu khí trên vùng biển của Việt Nam, mà Trung Quốc tự nhận là thuộc vùng biển của họ. Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ và cho rằng, đến nay căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước tuyên bố có chủ quyền và lợi ích trực tiếp vào Biển Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cách tiếp cận phần này loại bỏ tư cách của tòa trọng tài hay sự hòa giải của bên thứ ba trong việc giải quyết các yêu sách lãnh thổ chống lấn trên biển, làm tăng xuống chia rẽ trong nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, ngay trong danh sách khối ASEAN cũng có cách ứng xử rất là khác nhau về vấn đề Biển Đông. Việt Nam và Philippines theo nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng có lập trường rõ ràng cứng rắn, trong khi đó một số nước khác lại có phản ứng riêng mình. Việt Nam, Philippines đưa ra những lập trường cứng rắn để đấu tranh chống lại các động thái gặm nhấm của Trung Quốc, nhằm tạo ra sự kiềm chế thực tế một số nước khác của cách tiếp cận khác. Nói về vòng thứ ba, vị chuyên gia bổ sung thêm rằng, đây là mâu thuẫn nảy sinh từ cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, cùng các nước trong ngoài khu vực có lợi ích kinh tế, hàng hải, hàng không, thương mại, quân sự ở Biển Đông. Theo ông Nguyễn Hồng Quân, chính tham vọng bác quyền phi pháp của Trung Quốc muốn độc quyền quản lý tiến tới độc chiếm Biển Đông. Để thực hiện hóa giấc mơ trở thành cường quốc gây nên nguy cơ xung đột, căng thẳng trong khu vực, mức độ căng thẳng và nguy cơ xung đột trên Biển Đông thời gian qua rất nặng nề, khẩn trương hơn so với trước đây. Vị chuyên gia Việt Nam cho rằng, Trung Quốc muốn lấy Biển Đông làm nơi xuất phát các hạm đội tàu ra Thái Bình Dương, ra các đại dương. Đây còn là một trong những điểm để triển khai chiến lược còn sáng kiến vành đai con đường. Trong khi đó, Mỹ cùng nhiều nước lớn ngày càng tăng hiện diện ở Biển Đông. Trung Quốc dùng chiến thuật vùng xám mà Biển Đông ra sao? Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng cho biết, để từng bước thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã tổ chức các loại tàu cá công suất lớn, hoạt động xa bờ hầu hết là do dân quân Mỹ điều hành.
tướng Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh từ năm 2009. Trung Quốc đã đưa dân quân biển tham gia nhiều vụ đụng độ đáng chú ý trên Biển Đông, như quay rối tàu Impossible của Mỹ năm 2009 tại phía nam đảo Hải Nam, hỗ trợ Hải quân Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough năm 2012, hỗ trợ tàu HD981 thăm dò trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Năm 2014, đánh cá trộm tại vùng biển Indonesia năm 2016, hay quấy rối tàu thăm dò dầu khí của Malaysia tại bãi Lusonet năm 2019. Đặc biệt, lực lượng này còn hộ tống bảo vệ tàu Hải Dương 8 hoạt động thăm dò trái phép tại bãi Tư Chính của Việt Nam. Tháng 7 năm 2019, theo vị chuyên gia Việt Nam, Trung Quốc đang tăng cường dân quân biển, làm âm mưu dân kiểm soát tiến tới độc chiếm Biển Đông, biến vùng biển tranh chấp thành nơi thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Đó chính là mục đích sâu xa việc Trung Quốc sử dụng tàu dân quân biển. Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Trung Quốc cho tàu dân quân biển đâm và quấy rối tàu nước ngoài hoạt động trong đường chính đoạn phi pháp để củng cố sự hiện diện ở Biển Đông. Trung Quốc lợi dụng việc các nước kiềm chế tránh leo thang xung đột để thực hiện mưu đồ cho riêng mình. Dư luận quốc tế từng cảnh báo xung đột trên Biển Đông nhiều khả năng liên quan đến dân quân biển Trung Quốc, bởi lực lượng này không có cơ chế liên lạc và xuống thang căng thẳng như hải quân, dân quân biển cũng không thuộc phạm vi áp dụng bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển mà hải quân các nước đã ký kết hồi tháng năm 2014. Đây là chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm mục tiêu chiếm đoạt vùng biển đảo của các nước khác mà không phải dùng vũ lực trực tiếp với quy mô lớn. Chiến thuật này có đặc điểm là không để xung đột vượt ngưỡng thành chiến tranh nóng và tiên tiến. Thiếu tướng Quân cũng nêu quan điểm, việc Trung Quốc thông qua luật hải cảnh là bước củng cố và tăng cường chiến thuật này ở Biển Đông, gây thêm căng thẳng trong khu vực. Việt Nam cần làm gì trước mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông? Về giải pháp khẳng định Hà Nội nên duy trì lập trường chủ quyền Biển Đông bằng chính trị, ngoại giao và trên thực địa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân cho rằng Việt Nam và Trung Quốc chủ trương thỏa thuận giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, nhưng không có nghĩa là chỉ đàm phán ngoại giao mà còn có thể thông qua cơ chế và tài phán quốc tế. Cùng với sự nỗ lực ngoại giao, Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, tư liệu lịch sử, chứng lý để có thể đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế khi cần thiết. Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng thẳng thắn. Ngoài việc tạo lập trường đoàn kết ASEAN theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với các nước lớn trong khu vực và thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp phương tiện trang bị bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nên tranh thủ các diễn đàn quốc tế chỉ rõ ý đồ chiến thuật của Trung Quốc, tham gia thường xuyên hơn các đợt diễn tập quốc tế như RIMPAC trong mối quan hệ với Trung Quốc, tiếp tục duy trì hòa bình ổn định, đề nghị quân đội hai nước cam kết không nổ súng trước, vị chuyên gia đề nghị lực lượng hải quân, không quân, cảnh sát biển kiểm ngư dân quân biển Việt Nam cần được đầu tư nguồn lực nhiều hơn nữa, hiện đại hóa trang bị không thể xảy ra bị động bất ngờ. Cùng với việc duy trì lực lượng lao động hòa bình trên biển, sẵn sàng của lực lượng cho phép, theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Việt Nam nên tăng cường đưa dân số ra sống ở các đảo thuộc trường sa của Việt Nam. Tin nóng vào đêm ngày hôm qua, một cuộc đấu súng rất dữ dội đã nổ ra tại căn cứ hải quân của Việt Nam tại vịnh Cam Ranh. Đây là một cảng biển nước sâu ở Việt Nam, thuộc thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh này thường được xem là biển nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động. Vì thế, chiến lược mà Cam Ranh được sự chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ, Hải quân Pháp, Hoa Kỳ và Liên Xô đã từng dùng vịnh Cam Ranh làm căn cứ chiến sự. Theo tiết lộ từ một số nguồn tin từ Hải quân Việt Nam, từ tàu ngầm hạt nhân 094 lớp dìn 11.000 tấn của Trung Quốc đã xâm nhập vào cảng biển Cam Ranh. Chúng chở theo 300 lính đặc nhiệm tinh nhuệ với mục đích cho nổ khô căn cứ quân sự hải quân này. Như chúng ta cũng đã biết, 136 lính đặc nhiệm Việt Nam đã được tàu ngầm lớp Kilo 636 xâm nhập vào bờ biển đảo Dinh, một hòn đảo khá hoang vắng trên nhiều hòn đảo của đảo Hải Nam. Sau đó thì người lính Việt Nam đã di chuyển đến đảo Hải Nam, cách khu căn cứ quân sự Hải quân Du Lâm 4 km. Tại đây, lính đặc nhiệm Việt Nam đã cho nổ tung cơ sở huấn luyện tình báo Hải Nam Án Ngữ. Đây được xem là một cơ sở thuộc cho nhánh cục tình báo Hải Nam Trung Quốc đặt tại đảo Hải Nam. Theo nguồn tin từ 4 thông tin tình báo Hải Nam bị bắt tại Hà Giang, cơ sở này mỗi năm 1.000 học viên, chúng sẽ được điều động sang một nước duy nhất đó là Việt Nam, bởi chúng được đào tạo 25 tiếng Việt và 55 nghiệp vụ ám sát công nghệ thông tin, thu thập dữ liệu và nếu cần chúng có thể ôm bom tự sát. Và anh nghĩ đây là căn cứ quân sự quá nguy hiểm với nền an ninh quốc gia Việt Nam, nên Quân ủy Trung ương đến lệnh cho Hải quân và Cục Tình báo 2 kết hợp đánh giặc ra từ trong. 2 tiếng đồng hồ xâm nhập căn cứ này, 136 lính Việt Nam đã cho nổ tung gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng và nhiều lính tình báo Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có lẽ vì sự vụ này, ngay lập tức Hải quân Trung Quốc đã kết hợp với tình báo Hà Nam đã trả đũa Việt Nam vào lúc 11 giờ đêm ngày hôm qua. 300 lính đặc vụ Trung Quốc từ tàu ngầm Thai 094 tách rời lên những chiếc xuồng cao su, gắn máy cao tốc đâm thẳng vào căn cứ quân sự Hải quân Việt Nam. Trước đó, tướng Bùi Cao Khánh đã cảnh báo có rất nhiều tàu Trung Quốc sẽ tấn công cảng biển Cam Ranh hoặc Đà Nẵng. Chính vì thế, vào ngày hôm qua, căn cứ Hải quân Cam Ranh
và Đà Nẵng đã được quân đội ta tăng cường quân số và tàu bè. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của Hải quân Việt Nam cũng chỉ mang đến một tín hiệu quá nhất định, bởi vì Cam Ranh dài 60 km chạy dọc đến thành phố Nha Trang, không biết định sự tấn công vào khu vực nào. Theo Đại tá Hải quân Việt Nam Trương Quý, 300 lính giặc khi được vào đến bờ vịnh đã tập trung tấn công vào kho đạn pháo. Kho đạn này cách bờ biển 2 km, được xây dựng từ thời Mỹ quản lý bờ biển này, và nó chứa hơn tất cả 30.000 tấn đạn dược của các loại tàu cá và tàu của ta. Ngoài đạn pháo còn có các loại rocket thủy ngư lôi, bom thông minh QQ-6 của dòng máy bay phản lực. Ngoài ra, kho vũ khí này còn chứa một số vũ khí hỏa lực dành cho các loại máy bay trực thăng và tàu chiến. Người Pháp trước đây đã xây dựng căn cứ quân sự tại cảng Cam Ranh. Đến thời kỳ Mỹ, họ đã củng cố thêm cho kho vũ khí này, tăng thêm về bề dày các loại vũ khí. Sau khi Mỹ rút khỏi miền Nam, các cố vấn của Nga đã bổ sung những yếu tố quan trọng khác để bảo vệ cho kho vũ khí này. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Vào tháng 2 năm 1999, Israel mới là nước trợ giúp cho Việt Nam nâng cấp kho vũ khí này lên một tầm cao mới. Chính Israel được thiết kế cho Việt Nam hệ thống cảm biến tia laser dày đặc trong phạm vi 500 m² để bảo vệ cho vòng ngoài. Đây là hệ thống cảm biến hiện đại bậc nhất trên thế giới mà nhà giới chức quân sự Hoa Kỳ khi đến thăm cảng biển này cũng phải thán phục sự hiện đại của nó. Kính thưa quý vị, một sự đề phòng quá tỉnh táo của Việt Nam trong những năm qua đã giành lợi thế trước quân đội Trung Quốc xâm lược. Đó là từ năm 1979 cho đến nay, sau chiến tranh biên giới Việt Trung, phía Trung Quốc đã nối lại đàm phán với Việt Nam vào năm 1989. Trong suốt 42 năm qua, dù Trung Quốc từng vốc Việt Nam lên tận mây xanh như bốn tốt 16 chữ vàng, thế nhưng Việt Nam vấn đề phòng chống Trung Quốc có ngày trở mặt. Bởi vậy mà những nơi phòng thủ quan trọng như cảng Cam Ranh, Việt Nam không bao giờ cho các phái đoàn cấp cao của Trung Quốc ghé thăm. Trong khi đó, dù Việt Nam và Mỹ vẫn có một khoảng cách nới rộng nhưng tàu vĩ đại được vào cảng Cam Ranh. Chính vì thế, Cam Ranh vẫn là căn cứ quân sự bí hiểm đối với Trung Quốc. Và tất nhiên, hệ thống phòng thủ bằng tia laser cảm biến do người Israel giúp đỡ chế tạo, phía Trung Quốc cũng không hề hay biết. Khi tàu Mỹ cập cảng biển Cam Ranh, giới lãnh đạo quan chức của Trung Quốc đã dấy lên nghi ngờ rằng